Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Hiệu quả học trực tuyến và những vấn đề cần điều chỉnh khi duy trì hình thức này. Phóng sự nỗ lực thoát nghèo ở vùng đất ngã ba sông, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã ký ban hành công văn số 2770 về chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp. Nội dung công văn nêu rõ, qua thời gian tạm hoãn đại hội đảng các cấp để tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, đến nay tình hình đang được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh không có ca nhiễm mới, cả nước chuyển sang trạng thái mới, vừa phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường. Để đảm bảo tiến độ đại hội đảng các cấp theo kế hoạch đã đề ra, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đơn vị mình tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo việc đại hội đảng các cấp theo kế hoạch. 2. Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, đồng thời cần lưu ý các nội dung sau đây. Các đại biểu về dự đại hội phải được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian dự đại hội. Những đại biểu có đi qua vùng dịch có nguy cơ cao hoặc có tiếp xúc với người nghi nhiễm phải khai báo y tế theo quy định. Ban tổ chức đại hội bố trí hội trường thông thoáng, đảm bảo phòng chống dịch, hướng dẫn việc ăn uống đảm bảo an toàn, thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội, hạn chế tối đa khách mời. Cấp ủy cấp trên chỉ phân công một số đồng chí có trách nhiệm dự, chỉ đạo đại hội, tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội. Nhìn chung phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn đảng, toàn dân. Về thảo luận chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp, đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng dự thảo chương trình hành động, thực hiện nghị quyết để thảo luận tại đại hội cùng với báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội, không biểu quyết thông qua chương trình hành động trong đại hội mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị trực tuyến với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố để triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại điểm cầu Quảng Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngày 9 tháng 4, Chính phủ ban hành nghị quyết số 42 về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để chính sách hỗ trợ kịp thời đến đúng đối tượng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành có liên quan, chính quyền các cấp cần phối hợp tuyên truyền rộng rãi, phân công cụ thể, hướng dẫn rõ ràng, công khai, minh bạch, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Phải chặt chẽ, chính xác ngay từ khâu xác định đối tượng, danh sách phải rõ ràng từ tên tuổi, hình thức hỗ trợ, công khai mức hỗ trợ qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết danh sách tại các điểm thuận lợi để nhân dân theo dõi giám sát, cung cấp số điện thoại, địa chỉ email từ trung ương đến cấp xã để nhân dân biết và phản ánh kịp thời, trả lời thỏa đáng các kiến nghị của nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm từ việc ký biên bản làm việc, phê duyệt danh sách, báo cáo kết quả, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, nhất là của ngành lao động thương binh và xã hội các cấp, của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã hướng dẫn cụ thể để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca tiếp các cơ quan đơn vị đến ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh. Theo đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng chân trên địa bàn huyện Nam Giang ủng hộ 10 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam ủng hộ 18 triệu đồng. Đây là khoản đóng góp của cán bộ chiến sĩ người lao động tại các cơ quan đơn vị nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca khẳng định, đây là những khoản đóng góp quý báu thể hiện trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ người lao động tại các cơ quan đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ sử dụng số tiền ủng hộ đúng mục đích cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Quảng Nam.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký công văn số 2326 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, bộ ban ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân liên quan chấp hành và thực hiện nghiêm việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần quyết định số 1190 ngày 25 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu tiên phong trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Giao giám đốc các sở ban ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi quản lý của mình theo chỉ đạo của các bộ, ban ngành trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm nhiều biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện Phụ Sản Nhi Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện từ năm 2019 đến nay, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và giải quyết các kiến nghị đề xuất liên quan. Năm 2019, Bệnh viện Phụ Sản Nhi được thành lập dựa trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Tuy nhiên, đến nay do nhiều nguyên nhân mà chuyên khoa phụ sản vẫn chưa đi vào hoạt động, trong đó có vấn đề nhân lực. Mặc dù đơn vị đã nỗ lực trong công tác tuyển dụng, nhưng rất khó để thu hút các bác sĩ có tay nghề nói trên. Bên cạnh vấn đề nhân lực, bệnh viện cho biết đang thiếu nhiều trang thiết bị y tế cần thiết, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Phụ Sản Nhi tỉnh trong thời gian qua, mang tên Sản Nhi nhưng chỉ hoạt động nhi khoa, chưa thể hoạt động sản khoa. Chủ trương sáp nhập khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào Bệnh viện Phụ Sản Nhi đã có trong kết luận thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên việc sáp nhập là trách nhiệm của Sở Y tế, phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc sáp nhập cần được nghiên cứu, tính toán khẩn trương, hài hòa cả vật chất và con người. Việc sáp nhập này nhằm chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh chuyên sâu trên địa bàn tỉnh. Việc sáp nhập phải thực hiện hoàn thành và đưa vào vận hành vào quý 3 năm 2020. Dù các biện pháp cách ly xã hội đã được nới lỏng, nhưng công tác phòng ngừa phát hiện sớm nguy cơ lây lan COVID-19 vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Nam tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những ngày qua, CDC Quảng Nam thành lập hai đoàn điều tra dịch tễ chia làm hai hướng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên COVID-19 trong cộng đồng. Một đoàn đến những chợ trung tâm của 6 huyện, thị xã, thành phố. Một đoàn đến 10 doanh nghiệp, nhà máy, công ty ở các khu cụm công nghiệp tại 9 huyện, thành phố. Việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng được người dân, doanh nghiệp cũng như người lao động ủng hộ. Bình thường là cũng dễ khi mà đi xét nghiệm đâu, cũng không có cơ hội nữa, không có dịp. Nhưng mà bây giờ có cái dịp như đây thì đúng rất là mừng luôn á. Đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 4, dự kiến lấy 600 mẫu ngẫu nhiên để thực hiện xét nghiệm. Tiểu thương, công nhân hoạt động trong môi trường đông người nên được chọn lấy mẫu xét nghiệm, trong đó ưu tiên những người có các triệu chứng ho, sốt, đau họng. Điều tra cái dịch tễ tại các cái khu chợ và các cái doanh nghiệp có yếu tố người nước ngoài để tầm soát tốt trong vấn đề mà phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bây giờ đang là nới lỏng cái vấn đề mà cách ly xã hội thì mật độ người đi tới những cái điểm này lưu lượng để phát triển kinh tế cho nên rất đông. Cho nên chúng tôi muốn là tầm soát tốt những cái đối tượng này. Việc tầm soát trong cộng đồng, công ty, xí nghiệp để rà soát chặt chẽ hơn nguồn lây nhiễm là yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Việc xét nghiệm hoàn toàn miễn phí, sau khi có kết quả sẽ gửi ngay theo địa chỉ của người được lấy mẫu. Thưa quý vị, thời điểm này nhiều địa phương, trong đó có Quảng Nam, đã chuẩn bị cho học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, với nhiều khối lớp, đặc biệt là các lớp cuối cấp, thầy và trò đều tranh thủ truyền đạt và tiếp nhận kiến thức thông qua hình thức học online. Ít nhiều cũng giúp các em duy trì thói quen học tập, cũng như hạn chế sự gián đoạn trong mạch kiến thức. Tuy nhiên, để tiếp thu hoàn chỉnh một bài giảng, ngoài yêu cầu tương tác giữa giáo viên và học sinh, thì các yếu tố kỹ thuật phương pháp truyền đạt trên màn hình sao cho không nhàm chán và cả vấn đề ý thức của từng học sinh cũng đặt ra không ít vấn đề gắn với việc phát huy điểm mạnh, điểm yếu của hình thức dạy và học này. Lo lắng cho kỳ thi cuối cấp khi mà thời gian không còn bao lâu,
Cao Hưng, Bảo Phước, học sinh lớp 12/2 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, tranh thủ những ngày nghỉ tránh dịch, tìm kiếm các trang mạng có phát sóng các môn học để vào học, cập nhật tài liệu, lập group nhóm lớp để trao đổi khi cần thiết. Tuy nhiên, học trực tuyến sao cho hiệu quả nhất vào những ngày nghỉ dịch COVID-19 vẫn đang là trăn trở của nhiều học sinh lớp 12 như Phước. Tuy lượng kiến thức tiếp nhận không được cụ thể hay nhiều bằng học ở trường, nhưng với cái lượng kiến thức mà thầy cô trên truyền hình truyền đạt thì cũng đủ để giữ cái kiến thức để sau này mình vào học lại mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Ý kiến chủ quan của con thì nên là mình học online, học kiểu video, có thầy cô tương tác trực tiếp. Dạ. Sẽ có một cái phòng sẽ bật camera hết lên và có thể trao đổi trực tiếp với thầy cô dễ hơn. Không chỉ ở học sinh cuối cấp, nhiều học sinh các khối lớp ở các trường trên địa bàn Quảng Nam cũng đã tích cực tìm kiếm các tiết học online dù khác địa bàn. Tuy nhiên điều này chỉ diễn ra với những học sinh chăm chỉ, có ý thức học tập tốt. Vì vậy, ngoài yếu tố kỹ thuật và sự truyền đạt của giáo viên, việc tiếp thu hiệu quả một bài giảng còn cần rất nhiều yếu tố khác. Việc học online có khó khăn mà trước hết em thấy là em khó để tiếp nhận kiến thức hơn so với việc là nghe thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy ở trường, ở lớp. Đồng thời là việc học tại nhà đòi hỏi là bản thân của tụi em phải có cái ý thức tự giác rất là cao. Nếu như mà nhiều các bạn mà không ý thức được, không tự học thì rất là dễ là bỏ, không theo dõi. Thì cái hiện nay cái việc mà học ở trên truyền hình ấy, để có kết quả tốt thì các em mới cần chuẩn bị những cái vấn đề cơ bản như thế này. Đầu tiên là phải nắm được cái lịch dạy mà trên cái mạng truyền thông người ta đã thông tin. Chúng ta có cái ý thức tự giác nghiêm túc trong cái việc mà đúng giờ chúng ta phải ngồi vào trước màn hình TV để học. Thì khi học chúng ta cần chuẩn bị là sách giáo khoa, là cái mà chúng ta phải theo dõi trên cái tinh thần là cái bài giảng ở trên lớp ấy, ở trên truyền hình ấy, nó tiến độ nó tới đâu thì chúng ta phải cập nhật sách giáo khoa để theo dõi tới đấy. Thứ hai nữa là giấy bút là cái mà để chúng ta ghi chép lại những cái thông tin, những cái chú ý cần thiết, hoặc là những cái tính toán nếu có trong cái quá trình giảng dạy thì chúng ta cũng có thể làm ngay tại chỗ được. Việc dạy học online trực tuyến đã trở thành giải pháp hữu hiệu để duy trì việc học tập của học sinh, sinh viên, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, để tiếp thu hoàn chỉnh một bài giảng thì ngoài yêu cầu tương tác giữa giáo viên và học sinh, các yếu tố kỹ thuật, đường truyền, phương pháp truyền đạt trên màn hình sao cho không nhàm chán và cả vấn đề ý thức của từng học sinh cũng cần phải tính tới. Khi mà có một số trường đang tính tới việc tăng thời gian ôn tập, bổ sung kiến thức cho các em chuẩn bị các kỳ thi cuối cấp. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận một người đàn ông lang thang không có giấy tờ tùy thân. Người đàn ông được tiếp nhận tầm khoảng 40 tuổi, không nhớ rõ họ tên và quê quán, có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trước đó, ngày 9 tháng 4, người dân phát hiện người đàn ông này đi lang thang tại khu vực quốc lộ 1A, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, nên báo chính quyền xã đưa về trụ sở để chăm sóc và cách ly theo quy định. Lúc phát hiện trên người đối tượng không có giấy tờ tùy thân, tiền hay số điện thoại để liên lạc cho người nhà. Hiện đối tượng đang được chăm sóc với chế độ 40.000 đồng một ngày. Trong vòng 3 tháng nếu không liên lạc được với gia đình, Trung tâm Công tác Xã hội sẽ làm thủ tục để bàn giao đối tượng vào các trung tâm bảo trợ xã hội theo luật định. Thưa quý vị, ba thôn là Tân Đợi, Đồng Tràm và Đầu Gò của xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc thường được gọi là khu 2. Đây là những thôn khó khăn nhất và nằm tách biệt giữa ngã ba sông Pu Gia và sông Bung, giao thông cách trở. Tuy vậy, điều kiện thiên nhiên không ưu đãi nhưng đã không cản bước được người dân nơi đây trên con đường thoát nghèo. Thời điểm này, nông dân các thôn Tân Đợi, Đồng Tràm và Đầu Gò của xã Đại Sơn bắt đầu thu hoạch thơm. Năm nay được xem là mùa thơm trọn vẹn vì năng suất cao, giá cả ổn định. Mặc dù vậy, để những quả thơm tươi ngon đến với người tiêu dùng thì giá cả cũng giảm đi rất nhiều do chi phí vận chuyển, thương lái phải qua hai con đò để xuống các chợ đồng bằng. Cũng như là năm nay thì cũng được gió nhưng mà do dịch bệnh Covid vừa rồi nên chợ đồ cũng trống vắng nên cũng có phần hạ giá, hạ đến 5-10 giá so với cái mùa thường. Hầu hết diện tích ở khu 2 đều khô cằn, nghèo dinh dưỡng. Người dân chủ yếu trồng trọt và trồng rừng, chăn nuôi nhỏ lẻ. Không chịu bó gối chờ nhà nước trợ cấp, đã có những người trẻ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế từ rừng. Anh Lê Hồng Trung chủ động vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách,
thông qua tín chấp của hội nông dân, đoàn thanh niên để đầu tư xây dựng trang trại nuôi heo lai, nuôi gà thả vườn. Thế nhưng thách thức đối với chủ trang trại trẻ này là đầu ra cho sản phẩm quá khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm cạn kiệt nghiêm trọng trong những năm gần đây cũng ảnh hưởng không nhỏ. Để có nước phục vụ tưới cho cây trồng và chăn nuôi, anh Trung cần hơn 20 triệu đồng để đóng giếng. Nhưng với nguồn kinh phí này thì quá sức với nông dân trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp. Vì nén họn là nguồn nước ở đây là họ sẽ cắt hơi ít về nguồn nước tự trả từ Đông Kha đưa về cung cấp hết cơ lòn á, nên thành ra là khó khăn về cái nguồn nước. Còn về cái đầu ra khó khăn về cách sông cách đò, nên thành ra có thương lớn họ về đây họ cũng ngại về cái khâu vận chuyển. Nên đến đây là cái trợ của em là cũng khó khăn về cái đó. Còn về cái việc mà chăn nuôi á, rất là thuận lợi, không có dịch bệnh hoặc là không có bất cứ gì, không có gì con thịt về thú y hết. Thì nói chung là tình hình là cũng đường xóa đi lợi thì đi lên khu vực tuy đã thông suốt, nhưng mà cái chiều mặt đường thì còn hơi bị hẹp, hơi bị nhỏ. Nên cái việc đó là cũng địa phương thì cũng đoan xin ý kiến của huyện để mở rộng con tuyến đường này, đồng thời là tiếp tục hỗ trợ những cái nguồn vốn phát triển sản xuất ở nông thôn mới như Mộc và Lam để cho nhân dân tiếp tục phát triển trong những năm đến. Xã Đại Sơn có gần 1.100 hộ với gần 3.380 nhân khẩu. Theo thống kê năm 2019, toàn xã có gần 16% hộ nghèo và 18% hộ cận nghèo. Vẫn còn đó rất nhiều khó khăn, nhưng giấc mơ vươn lên thoát nghèo, làm giàu đã nên dáng nên hình khi nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, làng quê đang khởi sắc. Những thông tin về tình hình thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 63 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 63 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 73 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Pờ Rao mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 73 đến 94%, gió nhẹ. Hãy uống number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh chứa kim ngân hoa, cam thảo và hạ khô thảo, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các loại thảo mộc trong trà thanh nhiệt Dr. Thanh đã được chứng nhận giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Sợ nóng trong người, uống ngay trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Nóng nóng, căng thẳng mệt mỏi quá, hãy uống trà xanh không độ từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giàu EGCG giúp bạn sảng khoái. Trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Đừng quên uống trà xanh không độ mỗi ngày, giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Thiếu sức mạnh, thiếu tỉnh táo, hãy uống number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì, mạnh mẽ, tỉnh táo, tập trung, năng lượng để kết nối tương lai. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Tải ngay ứng dụng, xé ngay chúng liền, chúng 69 tỷ.
Xin kính chào quý vị. Bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu kiến nghị về việc doanh nghiệp khó tiếp cận gói vay trả lương lãi suất 0%, đảm bảo chính sách hỗ trợ được thực hiện nhanh, thuận lợi, đúng đối tượng và nhất là không để bị lạm dụng trục lợi. Trước đó có thông tin về phản ánh của các doanh nghiệp về việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho vay lãi suất 0% để trả lương cho người lao động phải đơn giản, nhanh, nhất là trong bối cảnh cấp bách hiện nay, việc yêu cầu doanh nghiệp chứng minh khó khăn về tài chính sẽ mất nhiều thời gian, cần cả các cơ quan thuế thanh tra cùng tham gia kiểm tra mới xác minh được. Các doanh nghiệp kiến nghị, cơ quan nhà nước chỉ cần căn cứ vào số lượng lao động bị ngừng việc cũng như doanh thu của công ty trong các tháng dịch bệnh đã có thể chứng minh sự khó khăn. Hiệp hội Bất động sản vừa kiến nghị xem xét hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản theo hướng được cơ cấu lại nợ, giảm khoảng từ 30 đến 50% lãi vay trong thời hạn 12 tháng đối với cả doanh nghiệp và người mua nhà. Theo Hiệp hội Bất động sản, trong gói hỗ trợ vừa qua, các ngân hàng thương mại chưa xem các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà là đối tượng áp dụng thông tư 01 để có thể tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ có giá trị lên đến gần 300.000 tỷ đồng. Do vậy, Hiệp hội Bất động sản đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản theo hướng được cơ cấu lại nợ, giảm khoảng từ 30 đến 50% lãi vay trong thời hạn 12 tháng, tối thiểu trong năm 2020, giảm tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển nhóm nợ xấu hơn khi đáo hạn. Thưa quý vị, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, song các doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc khi tiếp cận các gói hỗ trợ. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, trong đó có doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng với khoảng từ 10 đến 20% công suất, song việc triển khai của các bộ ngành và các địa phương còn chậm. Đến nay, các biện pháp mới chủ yếu dừng lại ở mức giảm, hoãn, khoanh nợ, còn những biện pháp thực sự giảm được chi phí cho doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện. Cùng với đó, nhiều chính sách những gói tín dụng đã có, nhưng thực tế theo doanh nghiệp phản ánh là chưa rõ ràng. Trong cuộc họp mới đây tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu, đối với các gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, các bộ ngành cần phải đưa ngay vào dự thảo quy định để triển khai. Các thủ tục phải tạo được sự thuận lợi, tránh rườm rà, phức tạp để đến được tay với các đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Quá trình thực hiện theo hướng trực tiếp, trực tuyến và đảm bảo tính công khai minh bạch. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng phiên thứ 6 liên tiếp trong khi giá vàng thế giới đang có xu hướng đi xuống. Trong phiên giao dịch buổi sáng, mỗi lượng vàng miếng SJC có giá mua vào ở mức là 47,90 triệu đồng, bán ra 48,55 triệu đồng, tăng tiếp 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giá mua vào bán ra vẫn đang ở mức là 650.000 đồng một lượng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank sáng ngày 27 tháng 4, hiện giá vàng thế giới khoảng 48,94 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng mua vào trong nước 1,04 triệu đồng một lượng so với mức là 1,28 triệu đồng một lượng cuối tuần trước. Vừa rồi là bản tin tài chính và thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank, bạn có thể chuyển tiền nhanh hơn, thanh toán các hóa đơn tiện lợi hơn, chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Hãy tận hưởng cuộc sống 360 độ với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank. Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, tiện lợi. Vietcombank, chung niềm tin, vững tương lai.